gần như thế. Kia là bên gì nhỉ? Bảo gì đâu gì? Thank you.
đi luôn đấy. Hết rồi. Hết rồi. Cho đôi Ngọc Chí và Vũ Mến 58 đồng. Trên sân số 2, chuẩn bị chung kết bơi 5-1, Cường Huy, Vân Thi gặp Đàn Tiên. Trên sân số 2, trận chung kết. Đấu đang là 11-9 nhưng về đôi Ngọc Chí cũng mến. Cầu tiếp tục ngoài sân vẫn đáng tiếc.
điểm 12-9. Ban tổ chức xin thông báo, xin mời tất cả các vận động viên, chúng ta đã thi đấu xong bàn giải thì chúng ta về ban tổ chức nhận giải. Một lần nữa ban tổ chức chúng tôi vì thời gian rất là muộn nên là chúng tôi sẽ không tổ chức trao giải và chúng tôi sẽ phát giải cho các vận động viên. Điểm cho Ngọc Chế và Vũ Mến hiện tại đang là 13-9. Trên sân số 2 trận chung kết cuối cùng diễn ra giữa đôi nam nữ nhóm đội 1 Tôn Quyền gặp Trung Kiệt trên sân số 2. Vâng, chào mừng tất cả quý vị các bạn quay trở lại. Trên sân số 2, đôi nam nữ số 1, Tôn Quyền gặp Trung Kiệt. Giữa cặp đôi Ngọc Chí, Vũ Mến, Văn Hải. Gặp lại đôi này. Điểm cho đôi Ngọc Chí Vũ Mến 14-9 là miền. Trận đấu và đang dẫn đến thời điểm
Hiện tại điểm đang là 15-10. Alo, ban tổ chức của tôi xin mời tôi vận động viên Bình Chi của Dragon. Trên sân số 3. Trận đấu chỉ có một set duy nhất, chạm 25. Có 3 điểm ở sân. Những số lượng tham gia ở giải Linh Nữ năm nay rất là đông. Ban tổ chức chỉ đánh một set 25 duy nhất các trận chung kết. Trên sân số 3, trận chung kết cuối cùng. Trên sân số 3, trận chung kết cuối cùng diễn ra đôi lưu nắm 1, Thắng Nguyệt gặp Linh Hiên. Đội đấu cao điểm 15-16. Xin mời sang sân số 3, trận chung kết đôi lưu nắm 1, Thắng Nguyệt, Linh Hiên, Linh Hiên tiếp tục. Giành giật nhau từng điểm số 1. Điểm cho đôi Ngọc Trí Vũ Mến 17-15. Cầu chéo sân, cầu lại ra ngoài sân. Đổi góc cầu cho đôi Hải Thao 16-17. Xin mời tổ trọng tài trên sân số 3 chúng ta thi đấu luôn.
cầu. Và đưa số 7 các vận động viên chúng ta đang thi đấu xong. Trận đấu là sao đây? Chúng ta về ban tổ chức chúng ta trận thắng cân bằng 17 đều. Đề nghị quý vị thả một nai một tim cho đội viên của đội học trí của Nguyễn ạ. Đáng tiếc phát cầu lỗi đến từ Vũ Mến. Điểm cân bằng cho hai cặp đôi 18 đều. Điểm này trở lại dẫn trước 19-18. Những điểm số quan trọng cuối cùng. Khá hay dọc biên. Điểm lại trở lại cân bằng 19 đều. Bắn tim đi mọi người ơi. Sát lưới, Vũ Chí bay không, Long Chí bay không kịp bóng cầu. Điểm số trở lại cân bằng 20 đều. Gracias.
tuyệt vời. Trở lại trạng thái cân bằng giữa hai cầu thủ. Hai cặp đôi. Điểm 21 đều. Cầu này lật lưới quay lại. Điểm 22, 21 cho cặp đôi Hải Thọ. Mọi người tay đâu hô to lên đi, thả tim đi, động viên cho hai động viên của chúng ta đi ạ. Rất đáng tiếc, đường cầu ngoài sân. Vâng, thật là không thể tin nổi. Chúng ta bị bật được thế cờ. Khả năng vượt khó của hai đội viên còn nguyên.